Chào các bạn nha, hiện tại mình đang đứng ở cái đường ngã ba, một đường là đi tay trái vô Trà Vinh, còn đi tay phải là sẽ đi Tiểu Cần, đi xuống Phà Đại Ngãi á. Đó, giờ mình sẽ chở các bạn quẹo tay trái nha, đi DT911. Rồi lên đường tiếp tục, let's go. Ngay đây là cái quãng cơm. Tính ra cái đường này quẹo xuống đây đi vô Phà Đại Ngãi đến ra chắc gần hơn đi ngoài kia quá ta. Bây giờ mới tiếp tục con đường DT911 nha các bạn. Ai da, rồi tay trái, rồi tay trái. Đường này là đường quốc lộ 60 nha các bạn. Đường này là đường hôm hổm chở các bạn đi xuống Phà Đại Ngãi đây. Hôm nay mình không đi xuống Phà Đại Ngãi. Quán cơm bún sườn ba rọi, cơm gà cà ri, cơm tấm 25, bún gà. Đây là một cái chùa nữa nha các bạn. Đây là sông Lộc, chùa Liên Minh nha các bạn. Đây chùa Liên Minh đó, một cái chùa nữa nè, ấp Phú Khánh xã Sông Lộc. Trà Vinh là đi vòng 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 chùa chiền nhé, lên đường tiếp tục. Trước mặt các bạn là một cây cầu. Bây giờ là mình sẽ đi đường này nha các bạn, quẹo tay phải. Bây giờ mình sẽ quẹo tay phải. Đây là cầu gì quên này, cầu Ô Chác, cầu này là cầu Ô Chác nha các bạn. Đó, đây là bên này là ủy ban sông Lộc, cầu này là cầu Ô Chác. Quay qua đây coi cái gì bên này, đây là ủy ban sông Lộc. Trưa không có người, chợ Sông Lộc nha các bạn. À thì ra là cái chợ này nó đang làm lại, chợ Sông Lộc. Đó, cái chợ bên đó đó, cái chợ lụp sụp ở bên đó là cái chợ. Ủa, phải làm lại không? À cái này nó làm cái gì ấy chứ quá. Không biết phải cái chợ làm lại không biết nữa. Đây là cất đây là cầu Ô Chác
dưới mình đứng nhìn lên nước sông thì hình như là nước này nó bị bít lại, nó không có lưu thông. Hôm hổm đi thấy cũng đứng mà năm nay nó cũng đứng vậy luôn. Cứ phải làm cái chợ lại không biết. Chợ Sông Lộc. Nãy giờ mình thấy cái chữ á. Chợ Sông Lộc có chút xíu mà nhà làm chợ ở trong. Giờ này ta nghỉ á. Đây thì ủy ban. Ủy ban Sông Lộc. Đây là đường DT911 nha các bạn. Tiếp tục tuyến đường DT911. Chiếc xe nó chở rớt đá. Chạy tới chỗ còn có nửa xe. Đó, nó dặn cái nó rớt miếng, dặn cái rớt miếng. Chạy tới chỗ còn có nửa xe. Lúc mà nó cạp lên xe là nó đã mất hết miếng rồi. Rồi bắt đầu nó chở dằn nó tới chỗ nó rớt xuống còn miếng nữa. Cái tới chỗ độ cái chẹp xuống cái mất được hết khúc nữa. Cái tới hồi nó xúc vô làm cái nó mất khúc nữa. Ồ quá trời. Tuyến đường sáng xanh sạch đẹp ở Trà Vinh đi toàn là đường kiểu mẫu không. Dừa vô đây là dừa chuối nha, nguyên một vườn chuối luôn. Đây là chuối ruộng người ta đã bừa cày bừa đó ruộng nha các bạn. Bên đó là một nguyên một cái vườn chuối luôn ha. Đó, đây là ruộng người ta đã cày bừa rồi. Cày bên đây. Đó, ruộng bên đây là dừa. Đó, bát ngát luôn. Công ty phân bón. Wow, lục bình bích ở dưới này luôn. À, đó, nước nó không có ra vô á. Đó, lục bình ở dưới sông nè. Bích hết rồi ha. Nước này không có mặn, lục bình tốt mịt luôn. Đó, còn đây là dừa. Không, trái á.
dưa. Người ta thả bò ấp nê có xã Sông Lộc, đây là ấp nê có. Vậy có dế rồi xuống dưới bắt dế đá rồi hấp dẫn lắm. Nứt vậy dưới đó là, ra đó là bắt dế vô đá bắt dế rồi. Nhỏ đeo mặt nạ ghê quá. Trường tiểu học Công Lộc A. Ở đây là đường nó bị lún, nó nứt mấy đồng lề hai bên này, chắc làm thêm lộ làm thêm cho nên nó bị hư. Cầu gì đây, đây có cái ngã ba nha các bạn.
Uông. Cầu này là cầu Trà Uông 2. Đây. Cầu Trà Uông 2 nha các bạn. Đó. Không. Rồi giờ mình xin tạm biệt các bạn ở cầu Trà Uông nha. Rồi mình sẽ tiếp tục chở các bạn lên đường tiếp tục. Bye bye.